Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị được hai cây lê kim ma với mấy cây khế chua nha cô chú anh chị. Cây này cây lê kim ma. Cây này là người ta đã ủ nó sống khỏe trên mô rồi nha cô chú anh chị. Ủ sống khỏe trên mô, người ta bứng lên đó, ta ủ trên mô sống khỏe rồi. Cái này em báo anh chị luôn là trước khi vận chuyển em sẽ cắt bớt. Tại mấy nhánh này em phải cắt như gì nè. Đó, em mới vận chuyển được ha, chứ không có để thành dài gì nghe anh chị. Anh chị nào đồng ý thì chốt hàng ha. Cây đầu tiên là mã số U1. Cây lê kim ma cái củ đít quá trời đít luôn chú anh chị ơi. Rồi đo hoành thử coi. Đo hoành thân cái ngược dây rồi. Hoành dây là 55. Hoành 55. Cho cái hoành dưới coi. Củ đế à. Hoành dây là 96. Hoành cái đít là 96. Chiều cao 82. Đường kính đầu 46. Quay sơn cái. Mặt bên đây rất là đẹp. Nó chỉ bên đây là nó chỉ được có cái sẹo bên đây trên này ha anh chị. Nó mặt lũa hồi xưa lâu rồi. Nè, lũa nè, mới kéo nè. Này về chị xử lý lại. Cây nó kéo sẹo luôn. Rất là to. Mã số U1. U1 2,5 triệu em bao ship. Rồi để anh chị 2,5 triệu ra chị ơi. Em bao ship luôn. Mã số U2. Cây này cũng là lê kim ma nha cô chú anh chị. Đó, cây này người ta cũng ương trên mô sẵn rồi cho nó cốt cành nó có nè. Rồi em tỉa lại nghe cô chú anh chị, báo anh chị trước ha. Tỉa cái này lại nè. Tỉa lại để lá cho anh chị biết là nó đã ương trên mô, nó sống khỏe rồi đó. Dễ sống. Quạnh. Đây nó có cái sẹo nhỏ chỗ này. Quạnh là 58. Quạnh 58. Chiều cao 37. Đường kính bầu 56. Đường kính bầu 56. Quay sơn cái. Cái đây mặt thú nó nằm rất là đẹp ha. Mã số U2. Mã số U2 2,5 triệu bao ship. Rồi cái này 2 triệu bao ship của chú anh chị ơi. Theo là mã số U3. Cây này nằm trong cái lu của anh chị nè. Cái miệng lu còn dưới này nè. Đó, cứng cái lu luôn á. Này anh chị về đập ha. Còn nguyên cũ dưới á. Cây khế chua ha. Ngược. Hoành dây là 48. Hoành 48. Chiều cao 73. Chiều cao 73. Mã số U3. Mã số U3 1,5 triệu em bao ship. Rồi để rẻ anh chị 1,5 triệu thôi. Bao ship luôn. Theo mã số U4. Cây này cũng trong cái lu đó nghe anh chị. Nè, còn miếng sành dưới này nè. Nè ha. Tại nguyên cái lu làm tới đây nó cao quá trời cao. Đó, tổng hoành nè. Cái này thân lắc đẹp nè. Hoành đây là 41. Hoành 41. Chiều cao 1m07. Chiều cao 1m07. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. Quay sơ sơ cái. Mã số U4 1,5 triệu ha. Em bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Mã số U5. Cũng cái khế chua ha. Cũng trong chậu này cô chú anh chị. Đây nó có cái lỗ chỗ này xưa mà nó cạn ha. Này. Rồi đậu hoành luôn. Rất là quái luôn. Trong cái miệng ếch luôn. Hoành chỗ là 27. Hoành chỗ đó 27. Chiều cao 53. Chiều cao 53. Bầu nó là 24. Bầu 24. U mấy? Mã số U5. U5 400.000 em bao ship của chú anh chị ơi. Khế chua. Rồi tiếp theo, mã số U6. Cây này là cây mai ghép giảo Thủ Đức nha. Chi tàn có đầy đủ nha cô chú anh chị. Đế là bao đẹp. Đế bao đẹp ha. Cây này nhổ chậu ra nha cô chú anh chị. Nè, nó muốn lên xù luôn nè. Muốn lên xù lọc nha cô chú anh chị. Ha, đế là một gan không hết luôn. Cốt cành nó ghép dày hết trơn nè, cứng hết trơn nè ha. Mai giảo Thủ Đức nghe của chú anh chị. Rồi em đo từ cái hoành này. Hoành là 20. Rồi đo nguyên cụm đế à. Mớp cụm đế qua. Nguyên cụm đế. Nguyên cụm đế là 86. Cụm đế là 86. Rất là to ha. Chiều cao luôn. Chiều cao là 87. Mã số U6.
U6. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 2,5 triệu ha. Em bao ship tặng nhà luôn. Quá trời đẹp của chú về. Bộ đế rất là khủng ha. Cây biên giới đóng cửa anh chị nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. À, loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha. Cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. À, một gói này là nửa ký 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gói này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì tuần mình tưới 1 lần, mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về với hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó, là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia vẫn gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơi luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái thử cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha. Được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Nè. Đó, anh chị xem nè ha. Lưỡi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị dày cạp ha. Rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha.
mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị, chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship, một cây là 70.000 đó, em bao ship cho mình. Nè em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha, rất là em bao bén luôn ha. Nè đây anh chị, không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha, đó nè bao bén luôn đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ anh chị coi nè, cái mặt cắt nè đó, mướt rượt luôn, mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai nè đó, mặt cắt rất là phẳng luôn ha. Đây cưa lách rất là bén nha anh chị, chiều dài của cái lưỡi cưa ha tầm khoảng 23 cm anh chị ơi nè, em 23 cm em ha, mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm, tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị, ở 23 cm đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa, nhìn gần lại cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha, em bao hàng với chị luôn ha. Đó cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha, chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.